Điểm mới Nghị định 91 năm 2022, Nghị định Chính phủ ngày 30 tháng 10 năm 2022 bổ sung quy định về thời điểm kết thúc thời hạn thực hiện thủ tục về quản lý thuế. Nghị định số 91 năm 2022, Nghị định Chính phủ bổ sung điều 6A, Nghị định 126 năm 2020, Nghị định Chính phủ quy định về thời điểm kết thúc thời hạn thực hiện thủ tục về quản lý thuế. Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn của hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện theo quy định tại pháp luật quản lý thuế và Nghị định 126 năm 2020, Nghị định Chính phủ. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính vào ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.